Nghe nói là anh em thích nghe cái tiếng bô của con go-kart này lắm đúng không? Để em test cho anh em nghe thử nha. Nhưng mà nói nhỏ thôi, cái này là loa mô phỏng chứ không phải là bô nha. Loa nhưng mà tiếng y như là siêu xe vậy đó, không có khác đâu nha, rất là chân thực luôn. Trước khi test thì nhớ cho em nha, đạp cái chân phanh trước. Rồi, bây giờ mình nghe tiếng đầu tiên đi ha. Rồi, đổi ha. Ở dưới cái loa nó có cái nút đổi âm thanh đó, mình đổi qua nè. Cái thứ hai nè. Tiếng này thì nhiều anh em bảo giống tiếng heo kêu. Tiếng thứ ba nè. Tiếng này thì hơi giống tiếng máy cày. Tiếng này hay nhất ở nhà. Tiếng này hay nhất mới đúng nè. Thằng này mà giống tiếng máy cày nè. Tiếng này là độc nhất vô nhị. Rồi coi còn tiếng nào nữa không, đổi thử coi. Còn tiếng này.